Chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ nóng hổi. Vâng thưa các bạn, trong bản tin ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu Thương Tín bị bắt vì tội tổ chức đánh bạc là có người hại. Nghệ sĩ Thương Tín nhớ lại khoảng thời gian đầy sóng gió trong cuộc đời, đó là vào những năm 2000, khi cái tên Thương Tín không còn đắt sâu, đóng phim bởi thị trường điện ảnh trong nước đã chuyển sang giai đoạn mới. Thị hiếu khán giả lúc bây giờ đòi hỏi tiêu chuẩn diễn viên khắt khe hơn về ngoại hình, chiều cao bên cạnh khả năng diễn xuất. Nam diễn viên nổi tiếng một thời với vai diễn Sáu Tâm trong phim Biệt động Sài Gòn bất đắc dĩ chuyển sang kinh doanh quán cà phê để kiếm thêm thu nhập. Trong suy nghĩ Thương Tín luôn có tâm niệm kinh doanh là nghề tay trái, làm để đối phó với cuộc sống. Thương Tín đã nói, trước đây tôi có kinh doanh quán cà phê nhưng chỉ làm thế thôi. Tôi luôn nghĩ rằng trên đời này ai cũng chỉ có một việc, làm diễn viên tốt thì chưa chắc ra ngoài làm gì khác sẽ tốt. Tuy nhiên, theo lời Thương Tín, ông không có số làm ăn buôn bán. Thời gian đầu mở tiệm quán cà phê ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, khách kéo đến quán rất đông, chủ yếu là những người hâm mộ Thương Tín qua phim ảnh. Nhưng dần về sau, những vị khách hiếu kỳ này ghé quán thưa thớt dần hơn vì thấy nam diễn viên thần tượng của mình ít xuất hiện trên phim ảnh. Tưởng chừng như vận hạn của Thương Tín chỉ dừng lại ở mức kinh doanh không thuận buồm xuôi gió, ai ngờ ông còn dính tiếp cái xui, bị công an bắt quả tang khi đang đánh bạc giải khuây với bạn bè ngay tại quán cà phê của mình. Câu chuyện này cách đây nhiều năm về trước từng gây xôn xao chấn động làng giải trí. Giới truyền thông ồ ạt đưa tin về vụ việc đến mức xung quanh nam diễn viên Biệt động Sài Gòn có rất nhiều lời đồn kỳ thị, như sau khi bị công an bắt, Thương Tín bị phạt 3-4 năm tù. Thương Tín bây giờ sa sút vào nghiện ngập, có tin còn nói ông đã vào chùa nghệ sĩ đi tu một thời gian. Nghệ sĩ nói, tôi đánh bài bình thường với vài người bạn, cũng có ăn tiền chút đỉnh cho vui. Đang ngồi chơi thì công an bất ngờ vào đòi khám xét trên người, xem tổ chức đánh bạc lớn hay nhỏ. Trong người tôi lúc nào cũng có sẵn tiền mặt để tiêu. Thời đó mình còn đi đóng phim đều, cũng có tiền nên chuyện có hơn 2 triệu đồng trong túi là bình thường. Như vậy là bị khởi tố đưa ra tòa. Tôi biết trong vụ này có người muốn hại tôi, Thương Tín đã trải lòng. Ông kể tiếp, lúc tôi bị bắt, báo chí và dư luận thời đó dần dần lên như thể tôi là tội phạm quốc tế. Sau vụ đó tôi phải đi ra Sài Gòn, đi lòng vòng để chứng minh cho mọi người thấy là tôi không bị bắt bỏ tù. Nhưng chuyện đời mình không bao giờ tính hết được. Dù đã cẩn thận như vậy nhưng vẫn xuất hiện nhiều tin đồn, nghe rất mắc cười. Có người đồn tôi đi tù 3-4 năm mới về. Rồi có báo viết Thương Tín theo vợ qua Mỹ, một buổi chiều ngồi ở Cali, Mỹ, nhìn tuyết rơi cảm thấy chạnh lòng, nhớ quê hương lên bỏ về nước làm nghề trở lại. Có báo còn viết tôi hàng ngày vào chùa nghệ sĩ đứng với vẻ sám hối. Tôi sám hối điều gì trời, viết chi tiết đến mức tưởng như là người trong cuộc mới biết được. Nghĩ lại chuyện đã qua, Thương Tín chia sẻ, những luật sư quen biết có khuyên tôi đi kiện những người viết bài báo phao tin đồn không đúng về mình. Tôi nói, nổi tiếng thì nổi tiếng quá rồi, ai còn không biết tôi sau vụ đánh bạc bị lên báo như tội phạm quốc tế nữa. Còn kiện thì biết có thắng hay không, mà nếu thắng có được bồi thường danh dự 3-4 triệu đô không? Như vậy mới làm, cứ đổi bằng danh dự thì thôi. Bây giờ với tôi quan trọng là kiếm tiền nuôi con, làm diễn viên bỏ lửng câu nói. Vâng thưa bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là